Đấy, trước tiên là chúng ta tạo một số các biến và cảnh này. Đây là biến 8 bit này. Một số hoạt cảnh 1 bit này. Rồi, thế là ba hoặc một hoạt cảnh 8 bit và ba hoạt cảnh 1 bit. Thêm một số đèn này. 17. Ok, bây giờ khai báo vào đây, add là tên, là địa chỉ của các hoạt cảnh. Cho bốn hoạt cảnh vào đây. Bên dưới này là địa chỉ của các thiết bị. Có 17.11, 17.21, 17.22, 17.31, 17.51, 21, 22, 31 và 51. Tiết kiệm. Đầu tiên là ta bật lên. Ví dụ tiết kiệm khi mà tiết kiệm bằng xu này thì đèn một bật pin sẽ bằng 120. Rồi D bằng đen. Rèm một bằng một là bằng mở. Âm thanh tắt. Sau khi học xong thì ta cho vài lượt tắt vài lần đi. Kết thúc học. Khi đó ta ấn vào xem code của tiết kiệm. Đây. Đã tự viết code luôn đây. Đèn một bật. Dim bằng 120. RGB bằng 0. Rèm mở và âm thanh không có. Đây, biết bây giờ ta cho phím tương bừng đây. Đầu tiên là ta xem tương bừng đây. Ban đầu là chưa có code 1703, tương bừng chưa có code. Và ta bắt đầu học lệnh và cho LM tự viết code. Không chỉ thông qua thao tác. Đây, đầu tiên ta sẽ cho learn bằng 1 này. Tương bừng bằng 1 này. Rồi khi mà tưng bừng thì sẽ cho đèn một đèn bật này dim bằng 255 này rồi ví dụ ta có thể chọn màu là cho màu đỏ đi, xem
Mở ngày mùng 1 này, bật nhạc. Sau khi xong ta tắt lên và ta xem code của đây, LM đã tự viết code theo đúng như chúng ta thao tác, đó là đèn bật dim bằng 255, RGB bằng đỏ, rèm mở và bật âm thanh. Ta sẽ thử lại code nhé, lại code tiết kiệm này đó, nhảy tưng bừng này. Đó. Rồi bây giờ ta thử cho lập trình cho skin 8 bit đi. Đây, skin 8 bit. Chưa có code. Bây giờ ví dụ như lập trình này. Đầu tiên học này. Sau đấy cho skin bằng gửi giá trị 0 đi. Skin bằng 0 thì ví dụ như là đèn 1 tắt. Dim bằng 50 chẳng hạn. RGB bằng vàng, không tác động đến rèm mà không tác động đến âm thanh. Kết thúc học. Đây đã tự viết rồi, đèn phone dim bằng 50, RGB bằng giá trị này là nó sẽ chuyển sang màu vàng. Rồi tiếp tục ta học skin 8 bit tiếp, lại cho bằng 1 này. Khi giá trị skin bằng 1 đi, thì ví dụ bằng 1 thì đèn sẽ bật này. Dim bằng 80, RGB cho bằng xanh. Rèm đóng, âm thanh tắt. Kết thúc học. Rồi xem code này. Đây đã được tự viết tiếp phần 1. Đây ví dụ ta sẽ thử nha, không này. Đấy, không đấy, 50 vàng này. 1 này. 80 và chuyển thành xanh đây. Bây giờ ví dụ ta muốn khi bằng 1 thì RGB không bằng xanh nữa mà ví dụ bằng màu khác thì ta cũng lại tiếp tục học lại nó thôi. Cho cái này bằng 1 này. Ví dụ cho màu này bằng màu tím chẳng hạn. Rồi. Đấy, kết thúc học. Khi đó khi mà cái skin này bằng 1 thì sẽ chỉ chuyển cái RGB này ra tím. Đây ta xem code. Đó.